Em xin được gửi lời chào tới tất cả các bác yêu mến đồng hồ cổ trên cả nước. Và hôm nay đầu tháng, bên cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng bên em xin kính chúc toàn thể các bác có một sức khỏe, công việc thuận lợi, hạnh phúc và luôn luôn tràn đầy. Và đến với video hôm nay, em Hằng muốn giới thiệu đến với các bác đây là ba mẫu chân dài miên man với cái thương hiệu nổi tiếng của nước Pháp, đỉnh cao trong dòng Odo máy 10. Và ba mẫu chân dài hôm nay em muốn giới thiệu đến với các bác đây là ba chiếc Odo 3610 mà được bên em nâng lên từ Odo 368 zin nguyên bản các bác nhé. Vâng, và chiếc Odo 36 mà bên tay trái màn hình của các bác với một bộ diện số nổi chân cà diện đồng vàng với một chiếc thùng zin tây zin nguyên bản quá là đẹp. Và em đề với mã số là 1709 và kích thước chiều dài của nó là 72 và rộng 35 các bác nhé. Em giao lưu đến với các bác với giá là 31 triệu. Vâng, một chiếc Odo 3610 với một chiếc thùng zin tay khá là đẹp các bác ạ. Và chính giữa màn hình của các bác cũng là một chiếc 3610 mà nâng lên từ 368 các bác ạ, với một chiếc thùng zin tay với một bộ diện mặt số nổi chân cài mạ chrome các bác nhé. Vâng, và em cho giao lưu tri ân đầu tháng với các bác với giá là 27 triệu. Vâng, và em đề mã số là 1710 và kích thước chiều dài của em nó là 72 và rộng 34. Vâng, em giao lưu tri ân đầu tháng với các bác với giá là 27 triệu. Và chiếc Odo 3610 với cái dáng mặt bên tay phải của các bác đây, với bộ diện mặt nằm số nổi diện đồng vàng với kính rào kim cương. Và chiếc bên tay phải của các bác đây là một chiếc thùng nội các bác nhé. Và mã số em đề là 679 và kích thước chiều dài của nó là 72 và rộng 43. Vâng, em tri ân đầu tháng với các bác với giá là 26 triệu. Vâng, trước màn hình của các bác là ba chiếc Odo 3610 mà được bên em trực tiếp nâng lên từ 368 zin nguyên bản các bác ạ. Và hôm nay đầu tháng thì em cũng tri ân cho các bác. Và những bác nào mà có thể lựa chọn những chiếc 36 nào thì các bác có thể trực tiếp liên hệ cho em qua số điện thoại 0355 005 943, cũng là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định các bác nhé. Các bác có thể về trực tiếp bên cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng bên em. Giao lưu được thì các bác cứ về tới cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ thì alo cho em. Và sau đây thì em sẽ quay gần chi tiết cho các bác cùng ngắm nhìn từng chiếc Odo mà bên em tuyển chọn những chiếc thùng zin tây zin nguyên bản đây các bác này. Một chiếc thùng zin tây quá là còn đẹp, và những cái đường nét người Pháp người ta chạm đục rất là tỉ mỉ và sắc nét các bác nhé. Những cái đường vân gỗ của nó nổi lên đây này các bác này, quá là đẹp luôn. Và những cái họa tiết chùm nho được các nghệ nhân chạm đục ngày xưa quá là sắc nét. Và những cái điểm vân gỗ nó nổi lên còn đầy đủ tay nắm và những kính rào zin nguyên bản các bác nhé. Với một cái bộ diện mặt số nổi chân cả diện đồng vàng đây các bác này, quá là đẹp luôn. Và mã số em đề đây là 1709 các bác nhé. Bác nào quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em ạ. Và chiếc thứ hai cũng là một chiếc 3610 với một chiếc thùng zin tây quá là đẹp. Và chiếc thùng thì còn lành nguyên bản các bác nhé. Với một cái kính rào zin nguyên bản của nó đây, kính rào kim cương. Và những cái đường nét chạm đục này quá là sắc nét và đẹp luôn các bác ạ. Với một cái bộ diện số nổi chân cài diện đồng vàng các bác nhé. Và em giao lưu tri ân đầu tháng với các bác với giá là 27 triệu đây. Mang mã số là 1710 và kích thước là 72 và rộng 34 các bác nhé. Và chiếc thứ ba là chiếc mặt nằm với diện đồng vàng và kính rào kim cương. Và chiếc Odo 36 này là một chiếc thùng nội các bác nhé. Với kích thước chiều dài của nó là 72 và rộng 43. Em đề mã số là 679 các bác nhé. Và bác nào quan tâm đến những chiếc Odo 3610 hôm nay em giới thiệu đến với các bác đây, ba mẫu sản phẩm, bác nào lựa chọn những chiếc nào thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số máy 0355 005 943. Vâng,
Em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.